Rồi em chào mọi người nhé. Thì chào mừng tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của em. Thì hôm nay thì em cũng có một chuyến đi thâu cá mọi người. Thì kèo kỳ này là thâu cá cho một chú cá ở trên quận 7 nha. Thì bé cá thì là một bé huyết lông, size này tầm khoảng là 52 cm mọi người. Cá thì em đang đánh mê, em đang vô bọc nha. Thì em sẵn thì chú ở nhà em là thanh lý giùm chú cái hồ luôn. Thì cái hồ này là một cái hồ công nghệ nha mọi người. Ở lọc dưới nè. Kích thước của nó là 1m55, ngang 60, cao 70. Đó, từ chân hồ lên tới hồ là 1m45 nha mọi người. Hộp điều lọc là full nha, vật liệu lọc là full nhâm thạch đỏ nha mọi người. Đó, gồm 4 ngăn lọc. Thì chanh là đầy đủ hết luôn, ốp tủ nhôm hai mặt nha mọi người. Thì để em quay tổng quan cái hồ cho anh em mình xem. Đó, cái hồ cũng rất là mới luôn và tủ nhôm ốp hai mặt nha mọi người. Thì anh em nằm ở gần cái khu vực quận 7 á, thì có thể liên hệ với em ha, em sẽ hỗ trợ nha mọi người. Rồi, thì bé cá của chú khách thì em cũng đã bắt về rồi. Đó, cá thì em đã dưỡng được 2-3 hôm rồi mọi người. Cá khá là ok ha, rất là sung nè. Bé này thì em đã báo rồi, size nó khoảng 52 đó, và màu sắc nó cực kỳ tốt luôn anh em đó. Anh em thấy không, cái viền nó rất là đậm luôn. Cái con này màu của nó là siêu phẩm luôn, tại vì cái màu đỏ rất là đẹp mọi người. Mắt môi khá ok ha, mắt môi là mắt môi zin nha. Đó, lưng thì hầu như là lột full hàng xấu hết rồi nè. Ánh kim rất là sáng luôn. Mặc dù là anh em mình thấy là cái hồ của chú là nuôi không tối ha, nhưng mà cái phẩm chất này nó cao thì nó lột rất là ok mọi người. Lột full hàng xấu rồi, đuôi cạn rất là đẹp nè. Thì bé này thì em cũng muốn chia lại cho anh em mình với số lúa là 12.5 nha mọi người. Rồi thì em cũng về thêm được lựa thêm được mấy bé mà lông hen mọi người. Nói chung là càng dài đuôi to ha. Đó, thì cá thì em đang ngâm nước vô bọc nè. Cái bé này thì em sẽ hẹn với anh em mình clip sau nha. Tại vì cá thì em cũng đã dưỡng rồi, nhưng mà mấy bé này thì do nó chưa được căng sung á, thì em cũng hẹn anh em lại clip sau quay ha. Thì em cũng có order về cho một anh khách nữa. Đó, về một bé super king sọt mọi người. Bé này phải nói là siêu to khổng lồ luôn. Size này tầm khoảng là 30 mấy thôi, nhưng mà anh em thấy không, cái bản lưng của nó là gần bằng 4 ngón tay của em luôn mọi người. Khủng khiếp lắm. Bé này thì tí em sẽ quay sơ cho mọi người xem. Đây thì em cũng có về thêm một bé siêu phẩm đó mọi người, siêu đuôi càng ha. Size cái này cũng khoảng tầm 30 mấy thôi. Thì một tí thì em sẽ quay sơ cho anh em mình cùng xem cái body của bé này ha. Ở tại vì bé này thì cũng có khách chốt rồi. Ngày mai thì em sẽ đi giao lưu mọi người, và cái chuyến giao lưu đó em sẽ quay lại cho anh em mình cùng xem với em luôn. Đó, anh em thấy trong bọc một cái body với nó là rất là xuất sắc luôn mọi người. Thì em cũng đang order thêm một bé sọt, một bé super king sọt đang từ Indo về ha mọi người. Thì dự kiến là nó tầm khoảng vài ngày nữa sẽ về bên Việt Nam mình á. Bé này thì size nó tầm khoảng là 24-25 cm mọi người. Đó, đuôi càng thì như clip ha, khấu đuôi rất là cục, bản rất là to luôn. Nhưng mà cái này là clip Indo nha, thì nó sẽ hơi ảo xíu, nhưng mà anh em yên tâm, cá giờ tới Việt Nam sẽ quay lại cho anh em mình cùng xem. Tại vì em muốn anh em mình mua được cái con cá mà chất lượng nhất với mọi người, xứng đáng với giá tiền ha, chứ không phải là mua cái con cá trên đẹp trên clip nhưng mà về xấu quắc nha mọi người. Đó. Rồi ok, thì bé siêu đuôi càng hồi nãy trong bọc thì em đã thả rồi nè. Đó, anh em thấy không, cái đuôi càng của nó rất là khủng luôn, càng siêu dài cong nè. Đó, đuôi của nó cực kỳ to luôn ha. Bé này thì đầu nói chung là như là chuẩn chỉ hết mọi người. Mắt môi là rất là đẹp luôn nè. Đó, kinh nhẹ cho cái lưng nữa, rất là đẹp ha. Đây, còn bé mà super sọt thì em nãy mà cái bản lưng nó to bằng 4 ngón tay của em á, thì em cũng đang thả rồi. Bé này thì em cũng đang dưỡng giùm anh khách và 2 ngày nữa em sẽ giao ha. Thì bé này là hàng tuyển mà order trực tiếp từ bên Indo luôn nha mọi người. Đó, lúc order về là cái size đã lớn như vậy rồi nha, chứ không phải là cá mà nuôi lớn lên từ bên Việt Nam đâu nha mọi người. Thì những cái con hàng VIP Pro vậy á thì bên Indo người ta chào cũng rất là cao luôn. Và số lúa mà anh khách ảnh đã chốt được á, thì em cũng xin chia sẻ luôn là nó rơi tầm khoảng là 90 mấy củ nha mọi người. Đó, gần 100 củ cho một em hàng Super King Sọt siêu VIP Pro ha. Thì để em quay tổng thể nó dài bé kế bên để cho anh em mình cùng xem ha. Ở bé này anh em nhìn ở ngoài với nó là siêu phê luôn mọi người. Cái con mà bên tay trái là nó size khoảng 40 mấy vậy á, nhìn cái bảng nó không được một góc luôn ha. Thì em cũng có vài bé Super Sọt nha mọi người. Bé này thì nói chung là nó được khoảng là 7 phần 10 của bé kia ha. Đó, gù thì nó cũng gãy rất là đẹp nè, đầu siêu mũn luôn, càng hạ rất là dài ha. Đặc biệt là khấu đuôi cục nè, ba đuôi thì rất là khít, rất là đẹp mọi người. Vảy nó cũng rất là tốt luôn. Nói chung là vảy rất là đẹp nha, không có bị dồn vảy nha. Màu sắc của con này cực kỳ khiếp luôn, mắt môi chuẩn chỉ nè, đầu siêu móc ha. Ở bé này thì em muốn chia lại cho anh em mình là với số lúa là 26.5 nha mọi người. Bé này anh em mình nuôi tốt, sau này anh siêu phẩm nè. Rồi ok, thì sang bé kế bên nha. Thì bé này cũng là một bé super sọt nha mọi người. Bé này thì size tầm khoảng là 24 cm ha. Đó, cái bảng rất là to luôn. Thì bé này thì
cái gãy, cái phần gãy của nó cũng nằm ngay cái gáy mọi người. Sau này anh em mình nuôi khéo á, nó tròn quay à, ở khâu đuôi cũng cục nè, ba đuôi tam hoa rất là khích luôn, cá của nó cực kỳ sung ha, ở càng dài đuôi to, nói chung là cái con này nó cũng rất là đẹp ha mọi người. Thì lúa số bé, số lúa của bé đó là 24 củ nha. Rồi thì một bé kế bên, bé này là sọt bầy thôi, bé này size tầm khoảng là 16-18 nha mọi người, đó cá là chuẩn chỉ hết nha. Thì tất nhiên là cái body của bé này nó sẽ không bằng được mấy bé kia đâu, thì đi đâu với đó thì số lúa nó cũng rất là êm thôi mọi người. Thì bé này thì muốn chia lại cho anh em mình với số lúa là 14 củ nha, càng dài đuôi to khích đó, khấu đuôi cục nha mọi người. Cá đặc biệt là mấy con này thì em đã dưỡng thuần nước hết rồi, cá thì ăn uống là cực kỳ sung khỏe luôn nha. Thì anh em nào mà kết bé nào có liên hệ với em. Rồi tiếp theo clip thì em sẽ lên cho anh em mình thêm một bé bối nha. Bé này là bối 4 số blue mọi người. Bé này thì cánh tím nó đậm lắm đó, anh em mình thấy thì đang để con trắng mà cánh tím nó rất là đậm ha. Thì cái con này size tầm khoảng là 35-36 cm mọi người. Body đuôi càng, siêu đuôi càng luôn đó, tại vì bối mà body như vậy là kiếm rất là khó mọi người. Đầu muỗng ha, mắt môi là chuẩn chỉ hết luôn, râu dài, ánh kim rất là sáng luôn. Đó, bộ bảy siêu đẹp luôn. Thì bé này em muốn chia lại cho anh em mình với số lúa là 4.3 nha. Anh em mình mà chơi con này thì phải nói là rất là ok luôn mọi người. Rồi thì tiếp tục clip thì em xin thanh lý cho anh em mình thêm một bé bối ha. Bé này thì kích thước nó rất là to mọi người, size tầm khoảng là 55 cm ha. Nói chung là body nói chung là ok, tạm chấp nhận thôi. Tại vì nó cũng nó thẳng ra nó cũng không được đẹp lắm mọi người. Đầu đạn nè, đuôi càng thì nó cũng bình thường thôi. Đó, bé này thì cũng là bối 4 số nha. Thì bé này thì muốn chia lại cho anh em mình với số lúa là 3 củ nha mọi người. 3 củ anh em nào mà về mình chơi thì cứ alo các em. Bé này thì có thể nuôi cộng đồng nè, hoặc là nuôi trải nghiệm vẫn được nha. Tại vì nó lúa rất là êm mọi người. Rồi thì bé tiếp theo trong clip thì em sẽ lên cho anh em mình thêm một bé Spread ha. Size bé này nó tầm khoảng là 26-28 cm mọi người. Body thì sumo. Nhưng mà đặc biệt của con này cái đầu anh em mình thấy không? Cái đầu của bé này nó cong y như là cái cầu tuột luôn đó. Đầu muỗng mỏ siêu vểnh ha. Đuôi càng thì cũng rất là ok, càng vẫn dài qua vai sau, đuôi tam hoa vẫn to vẫn kích ha, hậu nở nè. Đặc biệt là cái size này mà anh em mình thấy là cái má viền là hầu như là chỗ rất là tốt luôn đó. Cái này mà em có thể đảm bảo là cái size này á, anh em mình kiếm được mấy con mà má viền này á rất là khó ha. Tại vì cái, không phải là cái con nào nó cũng được như vậy đâu mọi người. Cá thì ăn uống rất là sung, rất là ok luôn. Thì bé này thì muốn chia lại cho anh em mình với số lúa là 7.8 nha mọi người. Đó, anh em nào mà chơi bé này cứ liên hệ với em. Mấy con này mà anh em mặc dù là nuôi lớn lên thì cái giá trị nó vẫn cao thêm ha. Tại vì cái đầu nó rất là đẹp mọi người. Rồi thì sang bé tiếp theo. Bé này là một bé Super Red luôn. Bé này size cũng khoảng là 28 mọi người. Đó, body đuôi càng ha. Đầu muỗng rất là đẹp nè. Mặt nhỏ, râu dài, mắt môi là chuẩn chỉ nha. Đuôi càng rất là ok luôn, càng hạ cong, đuôi tam hoa rất là to, rất là khích, hậu nở ha. Đó, cá thì ăn uống rất là sung luôn. Cái con này nó cũng chịu ăn lắm mọi người, cái nết ăn của nó thì nó cũng là rất là kết luôn. Đó, bé này thì muốn chia lại cho anh em mình với số lúa chỉ 8.3 thôi. Anh em nào mà kết cái này cứ liên hệ với em nha. Đó, anh em thấy body rất là đẹp ha, càng móc, đuôi tam hoa rất là to, rất là khích. Bé này thì sau này anh em mình nuôi to lên thì cái bảng nó sẽ mập hơn, tại vì cái con này body nó cũng ngắn mọi người, khâu đuôi nó cũng hơi cục nè. Thì bé này thì em đảm bảo là anh em mình nuôi sau này lên lớn lên nó cũng rất là đẹp ha. Thì chỉ 8.3 thôi ở trong một bé huyết lông. Anh em nằm mà kết bé này cứ alo với em nha. Rồi ok, thì tiếp tục clip thì em muốn lên cho anh em mình thêm một bé siêu đuôi càng nha. Thì bé này nó size tầm khoảng là 32 cm mọi người. Body đuôi càng nó là rất là đỉnh luôn, đầu muỗng nè, mắt môi là rất là chuẩn chỉ đúng mọi người, râu dài ha. Đặc biệt là mắt môi đuôi càng của con này nó phải nói là nó đỏ đậm lắm mọi người. Đó, đặc biệt mấy con mà đỏ đậm như vậy sau này màu nó khá là tốt luôn á. Má viền hầu như là chỗ rất là đẹp này nè. Đó, càng siêu dài, cong hạ, đuôi tam hoa rất là kích luôn, hậu nở ha. Thì bé này thì muốn chia lại cho anh em mình với số lúa là 12.5 nha mọi người. 12.5 cho một bé siêu đuôi càng như vậy, nói chung là lúa rất là êm luôn. Tại vì bé này em cũng thâu khách được cái số lúa nó cũng êm mọi người. Thì em cũng muốn chia lại cho anh em mình với số lúa cũng tương đối thôi. Chứ thật ra mấy cái body như thế này á, những shop khác có thể người ta lên tới là 14 đến 16 triệu ha. Đảm bảo là không thấp hơn nha mọi người. Rồi thì sang bé tiếp theo nha mọi người. Thì bé này cũng là một bé huyết lông luôn. Size bé này tầm khoảng là 42 cm ha. Thì bé này thì em cũng đã có lên clip cho anh em một lần rồi. Bé này thì
màu siêu tốt luôn mọi người. Đó, má hầu như chỗ full rồi. Viền vảy viền mỏng rất là đẹp nè. Nó màu sắc là nó đỏ như đỏ ớt luôn ha. Đầu siêu muỗng luôn, mắt môi là chuẩn chỉ ha. Riêng cái phần môi thì anh em thấy là nó hơi dày xíu thôi, nhưng mà nó vẫn là chuẩn mọi người. Bé này thì muốn chia lại cho anh em mình với số lúa là 12 củ nha. Đó, một bé huyết long size này. Thì anh em nào mà thích cái màu sắc của bé này cứ alo với em. Rồi thì chắc clip em cũng xin tạm dừng ở đây nha. Thì hẹn gặp anh em clip sau. Bye bye.